Tập 12. Ba điều kiện của Quang Vũ. Lưu Hoàng Thúc, tại hạ là Sao Trụ, xin được nghênh đón Lưu Hoàng Thúc. Đa tạ đại nhân. Hoàng Thúc, mời. Từ Châu. Thưa tướng, nhiệm vụ của các ngươi là ở lại giám sát Lưu Bị mà, tại sao lại quay về rồi hả? Vì Diên Thuật đã chết nên Lưu tướng quân mới ra lệnh cho bọn thuộc hạ quay về đây. Thưa thủ tướng, người đâu? Bọn ngu đần này thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Lôi ra ngoài chém cho ta. Thủ tướng xin tha mạng. Thủ tướng tha mạng. Thủ tướng tha mạng. Thủ tướng xin tha mạng. Thủ tướng, lúc đó binh quyền đều trong tay Lưu Bị, hai người bọn họ sao có thể làm trái lệnh ông ấy chứ? Hai người hãy mau cút ra ngoài cho ta. Dạ thưa lệnh thủ tướng. Lệnh cho hắn ta tìm cách thủ tiêu Lưu Bị, tức viết một bức mật thư. Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ điều tra thì tất cả bọn họ đều ở bên trong và đang tổ chức lễ sinh thần cho thê tử của Lưu Bị. Tốt, vậy ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Lưu Bị. Nghe rõ đây, ai lấy được vũ cấp của Lưu Bị hưởng 3 vạn lượng bạc. Sát trụ, ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi. Hoàng Vũ à, đại ca, Tào Tháo đã sai Sa Trụ tới ám sát huynh, quả là không ngoài dự tính. Vì đệ, một khi đã giết hắn thì huynh đệ chúng ta cũng không còn đường để lui đâu. Đáng tội thì cứ giết, có gì phải sợ hả? Lưu Bị cả gan giết chết Sa Trụ của ta, nếu không đích thân giết hắn, thề không làm ngươi. Một khi ta xuất quân đi đánh Từ Châu, việc ở Hứa Đồ sẽ giao cho ngươi lo liệu. Thừa tướng, khi quyết định giết chết Sa Trụ, Lưu Bị đã biết thừa tướng sẽ không bỏ qua chuyện này. Lão phu nghĩ nhất định hắn sẽ liên kết với Diên Thiệu để đối phó với chúng ta đó. Tiểu đệ của Diên Thiệu đã chết trong tay của Lưu Bị, liệu hắn có thể liên kết với Lưu Bị nữa hay sao? Thừa tướng, Diên Thiệu là người thấy lời huynh nghĩa, hắn nhất định sẽ thừa cơ hội lần này dẫn đại quân đánh chiếm Hứa Đô. Thừa tướng, tại hạ vừa nhận được mật báo Diên Thiệu đã liên kết với Lưu Bị chuẩn bị tấn công vào Hứa Đô. Họ, ta biết rồi, truyền lưu đại. Dạ. Thừa tướng, Lưu đại xin đợi lệnh. Ngươi hãy dẫn 5 vạn quân lấy cờ hiệu của ta tiến về Từ Châu. Có điều phải nhớ là không được manh động, đợi sau khi ta đánh lui Diên Thiệu rồi mới lựa thời cơ đi bắt Lưu Bị. Đó. Thao tác ra đây cho ta. Tào Tháo đâu? Tại sao không ra đây? Đúng là con rùa rụng cổ. Thứ vô danh thì tốt như ngươi, thì cần gì tới thừa tướng của ta xuất mã chứ. Tam đệ đi tới nay cũng đã mấy ngày, bây giờ mặt trời sắp xuống núi mà vẫn chưa có tin tức gì. Huynh chỉ sợ rằng tam đệ lại ham uống rượu mà làm hỏng việc lớn đó. Đại ca, huynh đừng lo lắng quá, không phải tam đệ đã hứa là sẽ không uống rượu nữa hay sao? Lời của đệ ấy thật không đáng tin. Nếu vẫn không có tin tức gì, ngày mai huynh sẽ đích thân đi xem sao. Ừ.
đi mau. Có phải là tối qua ngươi vừa gác vừa ngủ gật hay không? Trả lời mau. Xin tướng quân tha tội. Mau lôi hắn ra ngoài, đánh 100 roi cho ta. Người đâu, mang rượu lên đây. Không phải tướng quân từng nói lần này xuất quân sẽ không uống rượu sao? Sao tướng quân lại... Ngươi cũng muốn bị đánh hả? Mau lên. Các bạn đang xem phim tại trang web tvb.vn. Những lời ngươi vừa nói với ta có đúng là thật không? Dạ bẩm, nếu có nửa lời giả dối, xin tướng quân hãy lập tức chém đầu thuộc hạ. Lên, mau, đi. Mau tập hợp toàn quân, chuẩn bị đột kích. Nguy rồi, chúng ta đã bị trúng kế. Rút quân nhanh lên. Rút quân Mau lên. Chạy đi đâu? Có gì mà ngươi phải run như vậy chứ? Ta không giết ngươi đâu. Huynh đệ ta sẽ dùng ngươi để báo tin cho tên giặc Tào Tháo. À, gì đệ, huynh vừa nhận được tin báo tam đệ khiêu chiến không được, từ đó suốt ngày chỉ biết uống rượu thôi. Đại ca, đệ đã bắt được Lưu Đại rồi. Hả? Đại ca, có phải là có người bép xép nói là đệ uống rượu phải không? Tuy là đệ đã bắt Lưu Đại nhưng lại không giữ lời hứa, như vậy cũng không tốt. Xin mời. Hả? Không phải rượu mà là nước à? Thừa tướng tha mạng. Ngươi làm hao binh tổn tướng, đã vậy còn dám nói Lưu Bị không có lòng tạo phản ư? Lôi ra ngoài chém cho ta. Hả? Xin thừa tướng thay tha mạng. Xin thừa tướng tha mạng. Xin thừa tướng tha mạng. Trước đây Lưu Bị đã bắt được Lưu Đại nhưng không giết. Nếu giờ thừa tướng giết chết hắn, e rằng sẽ bị người đời cho là không được độ lượng bằng Lưu Bị đó. Tước bỏ chức quân, đuổi hắn về quê. Thừa tướng à, xem ra ta phải đích thân xuất chinh chiếm đến Từ Châu thôi. Thừa tướng, lỡ như Viên Thiệu xuất quân tới đánh Hứa Đô thì phải làm sao đây? Không cần phải lo, ta hiểu rất rõ Viên Thiệu. Đợi ta đánh xong Từ Châu và quay lại Hứa Đô, chưa chắc lúc đó hắn đã dám manh động. Mau truyền lệnh của ta, xuất binh đánh Từ Châu. Dạ. Dạ. Hôm nay quả là nguyên khắc phong cao đây. Người thông minh sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Điều đó còn tùy thuộc vào ai thông minh hơn ai nữa. Đại ca, ba huynh đệ chúng ta hãy cho Tào quân nếm thử mùi vị lợi hại của thiên giáng quả thần. Lui quân! Mau lên! Mau lên! Mau lên!
Tại sao đêm qua chỉ có Lưu Bị và Trương Phi giao chiến, còn Quan Vũ tại sao không thấy hả? Dạ bẩm, Quan Vũ ở lại Hạ Phi để bảo vệ cho thê tử của Lưu Bị. Quan Vũ nổi tiếng anh dũng thiện chiến, không biết chư chỉ có mưu kế gì có thể giúp ta bắt sống được y hay không? Thừa tướng, ta chỉ cần chia hai nhóm quân mã tới Hạ Phi, một nhóm dụ cho Quan Vũ xuất thành, nhóm còn lại giữ nhiệm vụ tấn công Hạ Phi. Nếu Hạ Phi thất thủ, Quan Vũ nhất định sẽ bị bắt sống. Quan Vũ là một hộ tướng hiếm thấy nên không được giết. Bằng mọi cách phải ép hắn đầu quân cho ta. Ê, cái gì mà tập kết nghĩa đầu viên chứ? Má con chuột nhát gan ở đầu viên thì có. Lưu Bị và Trương Phi vừa bị quân ta đánh cho một trận tơi bời, này đã trốn biệt tâm biệt tích. Hôm nay bọn con chuột nhát tên là Quan Vũ chui rút ở trong thành không dám ra. Cái tên Hạ Hầu Đôn kia, nhà ngươi hãy đổi đó. Người không sợ có quân mai phục hay sao? Không được làm kinh sợ bá tánh trong thành, ai trái lệnh chém, mau phóng qua ở cửa thành để đánh lạc hướng Quan Vũ. À, bẩm tướng quân, thành Hạ Phi đã bốc cháy rồi ạ. Các bạn đang xem phim tại trang web tvb.vn. Dẫn trường, ngài tới đây để nghênh chiến với ta sao? Không phải, ta không tới đây để nghênh chiến, ta chỉ có chuyện muốn nói với ngài thôi. Tướng quân, đã lâu rồi không gặp. Muốn dụ ta hàng phải không? Ngài sai rồi. Nếu vậy, ngài tới đây để làm gì? Tôi tới để cho ngài biết, hiện Lưu Bị và Trương Phi sống chết không rõ. Đêm qua Tào thừa tướng đã cho quân công phá Hạ Phi. Thê tử của Lưu Bị hiện đang bị mắc kẹt ở trong thành. Tôi nghĩ điều tốt nhất bây giờ là ngài nên đầu quân cho thừa tướng. Có như vậy thì ngài mới mong bảo vệ được gia đình của Lưu Bị. À, như vậy không phải là dụ hàng hay sao? Hãy mau xuống dưới kia, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến. Tướng quân, nếu ngài chết đi, ai sẽ bảo vệ cho hai vị tổ tổ? Làm như vậy không phải là có lỗi với huynh trưởng hay sao? Quan tướng quân, xin ngài hãy suy nghĩ lại thật kỹ lời đề nghị của ta. Có tin gì của Hoàng Vũ chưa? Dạ chưa. Vậy thì có ba điều kiện, nếu như Tào thừa tướng không đồng ý thì ta thà tử chiến một trận. Xin tướng quân cứ nói. Thứ nhất, ta ra hàng nhà Hán chứ không hàng Tào. Thứ hai, phải bảo đảm cho hai vị đại tẩu của ta có cuộc sống no đủ. Thứ ba, nếu biết được tung tích huynh trưởng, ta sẽ về với huynh ấy. Tào thừa tướng không được ngăn cản. Quan Vũ nói nếu thừa tướng không chấp nhận ba điều kiện trên thì hắn ta thà tử trận chứ không chịu hàng. Ta là Hán tướng nên hắn muốn hàng nhà Hán cũng được. Điều kiện thứ hai không thành vấn đề, còn thứ ba ta e rằng khó mà thực hiện. Thừa tướng, chỉ cần ngài đối xử tốt với Quan Vũ thì lo gì hắn không quy thuận chứ.
Xin ngài hãy cân nhắc thưa thừa tướng. Bãi tướng Quang Vũ xin tạ ơn tha mạng của Tào thừa nè. Tướng. Tướng quân dũng mãnh vô song, có thể có được ngài chính là vinh hạnh của ta đây. Tào thừa tướng, nếu ta biết được tung tích của đại ca, xin thừa tướng hãy để cho ta đi. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tạ ơn thừa tướng. Ngày mai ta sẽ trở về Hứa Đô, ngài hãy đi theo để hộ tống hai vị phu nhân của Việt Đức. Hả? Đây. À, đây là dinh thất mà thừa tướng tặng cho hoàng tướng quân à. Dạ đúng là như vậy. Nhị đệ con xin hai vị tẩu tẩu yên tâm, bất luận là ở đâu, đệ cũng sẽ không bao giờ quên đại ca. Dạ xin mời. Nô tỳ xin bái kiến tướng quân. Các ngươi. Nô tỳ tới đây để hầu hạ tướng quân. Ta không cần các ngươi hầu hạ ta đâu. Nếu được, hãy mau qua chỗ của hai vị đại tẩu ta đi. Hoàng thất tướng quân à. Các ngươi hãy ra ngoài mau. Tướng quân. Dạ. Thừa tướng, chuyện là như vậy. Hoàng Vũ đúng là một chính nhân quân tử. Lưu Bị thua trận, gặp rất nhiều khó khăn. Bước đường cùng, Lưu Bị quyết định về đầu quân cho Diên Thiệu, đồng thời thuyết phục Diên Thiệu điều đại tướng Nhan Lương dẫn đại binh tấn công Tào Tháo. Danh tướng thời này có khác, khí thế đúng là phi phàm. Nghe nói trước đây ngươi từng là mãnh tướng của Lữ Bố hả? Dạ. Nếu vậy hãy lên trước đối đầu với danh tướng của Diên Thiệu đi. Đồng thiếu huynh, để bảo thủ cho huynh đây. Tất cả lùi binh. Tình Nhan Lương này đúng là danh bất hư truyền. Bẩm thừa tướng, có một người có thể đối đầu với Nhan Lương à. Là ai?